Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị tô bức tranh cát này theo yêu cầu của một bạn nha. Đó chính là chú bé hoàng tử. Chú bé này làm theo phong cách chibi. Hôm nay chị bị cảm cho nên là các em sẽ nghe thấy tiếng chị bị sụt sịt nha. Rồi, chú bé này tóc đang dẫn theo hai người bạn của mình là một chú cún. Hai chú cún. Ok, và bây giờ chị Chim Sinh sẽ bắt đầu tô bức tranh cát này với rất là nhiều cát rồi đấy. Đó, chúng ta có rất là nhiều màu cát nha. Nào, có tổng cộng 12 màu cát và bây giờ sẽ bắt tay vào việc tô màu tranh cát thôi các bạn nhỏ ơi. Đầu tiên là chị sẽ tô cái vương miện này. Cát đỏ. Tiếp theo chị sẽ tô phần dưới của vương miện. Phần này chị sẽ sử dụng cát vàng. Ok, tiếp theo là tóc của chú bé nè. Bức tranh cát này là một trong những bức tranh cát rất là dễ tô ha. Bạn nào mới bắt đầu tô thì nên tô những bức tranh cát như thế này, nó ít nét. Tóc chị sử dụng màu nâu. Nào bây giờ đến phần mắt nha. Phần này chị sẽ tô cát trắng. Ok, và bây giờ phần tiếp theo. Chị tô tròng mắt này màu đen nha. Môi này chị sẽ tô màu đỏ. Tất nhiên là mặt chúng ta sẽ tô màu da. Ok, nào chuyển xuống phía dưới sẽ tô quần áo nha. Đầu tiên là hai bên cánh áo này thì chị sẽ sử dụng màu tím. Phần áo ở giữa chị Chim Sinh sẽ tô cát xanh da trời. Bây giờ là bao tay nè. Bao tay chị sẽ sử dụng màu trắng. Giờ là đến cái thắt lưng nha. Và cái mặt thắt lưng chị sẽ tô màu cam. À thôi, màu vàng đi ha.
3 thắt lưng đen. Và cái phần ở phía dưới này chị sẽ tô màu tím. Giày của cậu bé chị sẽ sử dụng cát nâu nhé. À thôi, cát đen luôn ha. Nào, tiếp theo sẽ chuyển qua hai chú cún, tô hai chú cún nè. Tô hai chú cún của hoàng tử. Chú bên này chị sẽ cho chú là có lông màu nâu ha. Chú bên này sẽ là màu cam. Ok. Tiếp theo đây chúng ta sẽ bóc cái viền màu đen lên để tô nhé. Wow, chúng ta đã tô gần xong rồi. Giờ sẽ bóc cái nền ra và tô nền cho bức tranh này nữa là xong nhé. Chị sẽ tô nền cho bức tranh này màu xanh lá cây.
và là chị chim xinh đã tô xong bức tranh cát hình cậu bé hoàng tử rồi nè. Các bạn nhỏ thấy chị chim xinh tô có đẹp không? Đẹp thì nhớ like video ủng hộ cho chị với nha. Và đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel để có thể là người đầu tiên được xem video mỗi ngày nhé. Các em có yêu cầu gì thì hãy mạnh dạn bình luận ở bên dưới video này. Chị Chim Xinh đọc được, chị sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu đó của các em. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ thì chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.